Quỷ nhỏ này khóc hoài à? Bộ cha mày chết thì sao mày khóc hoài vậy? Đến đi. Chị Mộng, chị không dỗ nó thôi, chị còn la nó nữa. Cô giỏi á, cô dỗ cho nó nín đi. Ở đó mà lên mặt chị đời. Cô coi nó giùm tôi nha, tôi đi công chuyện chút xíu. Có tô cháo ở dưới á, nhớ hâm lại rồi đút cho nó ăn. Lát tôi về tôi mua quà cho. Cảm ơn, tôi không dám nhận quà của chị đâu. Em đi đâu vậy Mộng? Chị không thấy hay sao mà còn hỏi nữa. Em đừng có chạy theo hư ảo nữa, tỉnh lại đi Mộng à. Em chán cuộc sống tẻ nhạt này lắm rồi, em cần có cuộc sống riêng của em nữa. Chồng một nơi, vợ một ngã, con thì không có tiền mua sữa. Vậy chị bắt tôi ở đây làm cái gì? Để sống nhờ những đồng bạc lẻ từ tiệm may của chị à? Tới giờ em đi rồi, chị giữ bé Thiện giùm em. Em đi công chuyện mấy bữa em về. Mộng. Mình đi anh. Vô, vô đi anh. Vô, vô đi anh. Vô, vô. Anh ơi, anh thấy nhỏ bạn của em như thế nào? Good, good, very, very good. Rất tuyệt vời. À mà nè, nhớ chăm sóc ông xã cho tốt nha. Mày yên tâm đi, nghề của tao mà, phải không anh? Cho con chén chè đi sao? Mày mới sanh xong xong, ở trong nhà cho nó khỏe. Ra đây làm chi cho gió máy bệnh con. Trời, con khỏe như trâu nước, làm gì sao lo. Mà sáng giờ sao có bán được không? Thì cũng lai rai thôi. Nhưng mà mày sao không ở trong nhà coi con, ra đây làm gì con? Trong đó ngột ngạt quá à. Ra đây cho nó thoáng, cho nó khỏe. Alo, Diễm Hằng hả? Ừ, tao nè. Trời ơi con quỷ, sao bữa giờ không gọi điện cho tao? Tao bận dữ lắm, mày khỏe không? Tao khỏe, mày khỏe không? Tao đang ở gần nhà mày nè. Gì? Mày đang ở gần nhà tao hả? Ừ. Ở vậy ghé nhà tao chơi đi. Tao tới liền nè. Rồi vậy ghé nha, ghé liền nha. Rồi chúc rồi, gặp, bye bye okay. Mày. Ồ, chú từ đâu sao? Ông mới chở khách ra chợ đó. Ồ. Ủa, mày hẹn ai ở đây vậy? Mấy đứa bạn á, từ lúc lấy chồng tới giờ ở đâu gặp đứa nào đâu. Ê Diễm Hằng. Ủa, con quỷ này lên đời quá ha. Mới đào được cái mỏ đâu vậy? Mày đó hả Mộng? Tao nè. Sao giờ mày tàn quá vậy? Ủa, bộ tao tàn lắm hả? Xém một chút là tao không nhận ra mày luôn đó. Thôi thôi thôi, bỏ chuyện của tao đi. Dạo này má Sáu con Trúc Diễm mà khỏe hết hả mày? Lúc này hả, má Sáu làm ăn được lắm, nhờ bà thay đầu mới liên tục nên lúc nào cũng đông khách hết á. Còn mày, dạo này sao rồi? Hình như là mày đang gặp khó khăn phải không? Cuộc đời tao đen như chó mực vậy á, chán lắm. Còn mày, chồng con gì chưa? Trời, bây giờ ai mà kêu tao lấy chồng sanh con á, tao thà chết sướng hơn. Tao ngán đàn ông đến tận cổ rồi. Dạ, alo. Dạ, em nè. Em nghe nè anh yêu. Dạ, có gì không anh? Em đang ở nhà con nhỏ bạn em nè anh. Có thiệt là anh với em không đó? Dạ, anh chờ em chút nha, em đến liền. Chà, ai mà nghe nói chuyện ngọt quá vậy? Kép mới của tao đó, chủ xưởng gỗ trên Đắk Lắk, mới xuống Sài Gòn chơi. Được cái lão chi đẹp lắm. Mày rảnh không? Theo tao chơi, tao giới thiệu cho mày quen. Chứ không lẽ mày cứ sống như vậy mãi sao? Nhưng mà... Nhưng vậy cái gì nữa? Đi theo tao. Không ai giúp mình bằng chính bản thân mình đâu. Nghe tao đi. Nhưng mà tôi chưa thấy đồ, nhìn nè. Tao chở mày ra shop mua đồ, nhanh lên, đi. Nhanh đi. Trời ơi, cái con này không biết đi đâu nãy giờ, cũng không về cho con bú không biết nữa. Con ơi, nín đi con, ngoan nha, má hai thương nha. Ủa, chị Mộng đâu mà để em bé khóc quá trời vậy chị? Nó vừa mới đi ra ngoài đó. Em đi ra ngoài tìm nó, nói gì cho con bú giùm chị nha. Dạ. Đi nhanh giùm chị đi. Dạ. Ngoan nè, má hai thương nha. Dạ, nãy giờ sao có thấy chị Mộng đâu không? Nó ra đây ngồi nói chuyện với tao rồi kêu tao múc chè. Chưa kịp múc, cái có một cái cô nào mua đen lắm nha. Tới hả, nói chuyện với nó xong rủ nó đi rồi. Vô, vô đi anh. Vô, vô đi anh. Vô, vô. Anh ơi, anh thấy nhỏ bạn của em như thế nào? Good, good, very, very good. Rất tuyệt vời. À mà nè, nhớ chăm sóc ông xã cho tốt nha. Mày yên tâm đi, nghề của tao mà, phải không anh? Nhậu xong chầu này mình đi đâu vậy anh bạn?
ông đi tiếp với tôi hay là ông đi về? Ông này hỏi lạ chưa, đi cùng đi, về cùng về, sao hỏi vậy? Hay là mình nhậu xong chầu này á, cũng khuya rồi, hay là mình về đi anh ha, có gì để dịp khác đi ha. Anh này ổn đi danh không vui hay sao mà em lại đòi về? Không có phải vậy, tại lúc chiều đi gấp quá em không có báo với gia đình, em về trễ hả, em sợ mọi người lo, để dịp khác đi anh. Lúc mà anh gọi điện thoại cho em đó là em kêu nhỏ bạn em tới liền, cho nên nó chưa kịp xin phép gia đình. Có gì để lần sau đi anh. Lần sau á là tụi em sẽ đi chơi với anh cho tới sáng luôn có được không? Thôi không vui tí nào hết, không chơi nữa. Em cứ về đi. Kỳ anh, anh giận em đó hả? Em biết nữa nha. Anh sẽ giận nếu như em không cho anh đưa em về nhà. Trời ơi, tí ghét không? Vô anh. Vô. Uống đi anh. Anh dừng cho em xuống đây được rồi. Được rồi. Để em suy nghĩ rồi điện thoại anh sao nha. Em cứ suy nghĩ cho thiệt kỹ đi, anh không ép buộc em đâu. Thôi anh để em đi bộ vô nhà, có gì em sẽ gọi cho anh sao. Em cứ vào nhà đi, chúc em ngủ ngon. Ok, vậy em về nha, có gì mai gặp, bye bye. Bye bye em. Quỷ nhỏ này khóc hoài à, bộ cha mày chết thì sao mày khóc hoài vậy? Nín đi coi. Khóc hoài, nín đi. Chị Mộng, chị không dỗ nó thôi, chị còn la nó nữa. Bực mình quá đi. Cho bú thì không chịu bú, khóc hoài, ai mà chịu cho nổi. Nó còn nhỏ mà, nó có biết gì đâu, cũng phải từ từ chứ. Cô giỏi á, cô dỗ cho nó nín đi. Ở đó mà lên mặt chị đời. Cô Thảo thương con nè, thương nha. Alo, Honey hả? Ủa, anh đang đứng ở ngoài đầu đường á hả? Rồi, đợi chút xíu ra liền hen. Rồi, chờ em chút. Cô coi nói giùm tôi nha, tôi đi công chuyện chút xíu. Có tô cháo ở dưới á, nhớ hâm lại rồi đút cho nó ăn. Lát tôi về tôi mua quà cho. Cảm ơn, tôi không dám nhận quà của chị đâu. Em đi đâu vậy Mộng? Chị không thấy hay sao mà còn hỏi nữa. Em nói với chị sao mà bây giờ em lại làm như vậy? Em chán cuộc sống tẻ nhạt này lắm rồi, em cần có cuộc sống riêng của em nữa. Nhưng gia đình của em là đây, hạnh phúc của em là đây. Em đừng có chạy theo hư ảo nữa, tỉnh lại đi Mộng à. Hạnh phúc, gia đình? Tôi làm gì có hạnh phúc, con Mộng này làm gì có gia đình hả chị? Tôi không có phước để hưởng cái hạnh phúc đó đâu. Chồng một nơi, vợ một ngã, con thì không có tiền mua sữa. Vậy chị bắt tôi ở đây làm cái gì? Để sống nhờ những đồng bạc lẻ từ tiệm may của chị à? Lẹ lên em ơi. Thôi, tới giờ em đi rồi, chị giữ bé Thiện giùm em. Em đi công chuyện mấy bữa em về. Mộng. Mình đi anh.